Đó đủ chưa? Đây là một làng đang cô lập giữa bão la là đó đủ ngựa chưa? Đây là xóm 7, thôn Hải. Về tên được Hải Trường, xã Hải Lăng, huyện huyện Hải Lăng. Tên Quảng Trị. Đó là tổng cả hai xe là bao nhiêu đó chị? Ngư dân 70 xuân đúng không? Rồi cố gắng xếp xe đi 35 xuân đúng 15 ngày. Và hiện tại là rất cần những nhu yếu phẩm. Những nhu yếu phẩm là đầu tiên là chăn, là đồ dùng chăn, chăn lông cần và thường ngày. Áo pháo cũng rất chi là cần thiết. Đây, đây các bạn. Mì và nhu yếu phẩm thực tế là đèn pin. Nhà của những và còn xung quanh đây. Gạo, mì tôm. Bao la là đồ ảo. Dạ. Đoàn chúng là em thủ thế này này chị ơi. Đến đi xuyên đêm cho nên là áo pháo là đầy đủ. Bởi trình độ nó đó. Đoàn chị bởi nên là mình phải mưa chút chuẩn bị áo đầy đủ. Ghé hôm nay là ghé chèo một câu cá nhân là nhờ là để nơi đầu xé cho tất cả mọi người, chứ ngư dân là đưa xé lên cầu. Hôm nay 65 tuổi. Ngư dân ở đây là rất rất rạ, 65 tuổi và nhìn ông như 80 tuổi đấy. Con ạ. Dạ. Được tài trợ một chuyến xe là có anh nhận đây. Nghĩa hôm nay là được đã giảm thủ đấy bà con. Còn hôm trước là được ngập tại ngập cao 2,5 tấn là đi vào nóc nhà. Vào trong là hôm nay là được công ty những dự kiến là cơn bão số 9 là chuẩn bị ập vào vào 2 ngày sắp tới nên đoàn chúng em chỉ ở đây được thôi. Ngày hôm nay nữa là di chuyển về Nghệ An. Đó là anh rể của cháu. Cần những nhà hảo tâm và những đoàn thiện nguyện là biết đến nơi này hơn, bởi vì là ở đây là người dân rất cần. Đây. Nhà ở đây là nước rút xuống đây mọi người nhìn mực nước đấy, nước rút xuống 2 mét đó, nhìn cái màu nước đầm đến là nước là hôm kia là nó dâng cao lên này đấy. Khi đi là đây, những hồi dân đây là xe cổ là ngập hết, bỏ của chảy người. Đây là tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng. Huyện Hải Lăng này là giáp tận gần ở Huế. Hà hỏa phân chia rất là nhiều đồng đều. Dạ, dạ cảm ơn chị ạ. Văn Như Quỳnh, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Lễ Huy Hoa đã gửi những lời. Hiện tại là em đã di chuyển đến từng đoàn nhà hội dẫn một. Là ta đi là đoàn khán nhất thì mình vẫn phát ra những phần quà có giá trị hơn một tí. Bạn đừng có là phải nhờ ghé của ngư dân là phát đi mỗi nhà một suất. Còn nhà nào khó khăn thì mình phát thêm có người già với trẻ em là mình bỏ thêm chăn. Còn mì tôm thì mình cũng ưu tiên hơn. Còn theo xuất quà đấy là đầy đủ nhu yếu phẩm là phục vụ cho 3 ngày sắp tới đấy. Cảm ơn anh chị nhiều nhá. Dạ. Đó tập hợp vô đây cả rồi anh. Dạ. Không chờ người cho các bạn người chỗ này bao nhiêu hồ à? Bao nhiêu nhà? Rồi. Tôi thì để thuyền đi không sử dụng để đi xe khác. Không phải cảm ơn người thôi, đấy người có được phạt chứ? Thôi. Rồi à. Chị nào? Đây, mời người xem. Họ rất chi là hiểu khách. Tránh trường hợp là nhà cỏ rồi mà mình lại phạt. Đây, mọi người rất vui mừng là khi nhận được áo pháo của bên đoàn bên em tuổi trợ là cả mà chỉ giờ đi ở đâu sao là yên tâm và người bạn tất đức tị đêm ngủ là cũng mặc áo pháo cho con nếu như đi chi đi chuyện khác đây để em đi với anh đi về bạc trở đi được bạc trở đi tất đức được em ơi phạt ở đây luôn á. Chị Thơm bảo em chưa đúng không? Đây. Có thì đưa lên đi, nhà mua mà có phụ nữ thì mình tặng, bao mẹ sinh thì mình nhà phụ nữ thôi. Còn những nhà mà ông già thì đâu phải sinh làm gì? Trường thôn bạc trường thôn à? Bạc trường thôn này đúng không? Đấy.
em. Rồi, đây là nhà này là cao nhất là được ưu tiên là để nơi đặt không? Anh ơi. Có bạn anh đâu rồi? Cảm ơn em nha. Ơ anh đang ngồi đấy. Hai anh đi ăn đi cho phân minh. À đi. Đúng rồi, nhà nào con nít là người già là người tật nguyền á. Nợ đi bắt trôi đi. Thế là có một trường hợp bị tâm thần này là ưu tiên hơn. Con băng vệ sinh đây. Đây. Được thôi, đưa chị lên trên đi. Cảm ơn những lượt chia sẻ của tất cả mọi người nha. Để biết đến nơi đây nhiều hơn. Ờ, anh đi trên đâu được. Đây là về xã chị Bạc Thôn chị Bạc à? Dạ. Thôn Tân Đức đúng không? Thôn Tân Đức là bác trưởng thôn, năm nay cũng rất nhiều tuổi rồi. Bác trưởng thôn bảo là ở đây là người dân 200 ở xóm này á, xóm bè này là 250 hộ dân. Nhưng mà chỉ mời được là một áo phao. Là ưu tiên là 4 người già. Người già ở đây. Em Hằng mặc áo phao. Hằng ơi, mặc áo phao em ơi. Bà con là bà con rất vui mừng. Và người nào cũng là có người dàn em rồi em là truyền thông lại tiên thân thanh niên là đảm bảo an toàn có ý đây là đứng nó để là lột anh ấy đây là anh Tiên được anh em đoàn là bầu làm chỉ trưởng là đoàn là của trang phục của em đây mọi người ạ đội thiền nguyện đen vin mũ bảo hộ để tránh mưa bão và áo phao tránh lụt. Ta chưa đi xóm một đấy ở qua ngoài kia ta qua ngoài kia đi xóm một này mới xé dạ ở đấy còn trưng hoa cảnh vốn rồi con chuyện rồi rồi giá trị coi là chuyện có mấy người lái chị mấy người gửi trên ở xóm đấy mua rộn ra dạ đây là nhà cá nhân ở cái xóm này okay. Đã được tất cả hộ dân là tập trung ở đây còn những hộ dân chào bạn cầm tù nha bạn cầm tù ơi anh đây là có như là đưa nơi tập trung người ta nấu ăn về gửi ăn là anh đưa nhà đến này. Vì nhà này thấy lô đất là cao nhất thôn Tân Đức à thôn Tân Đức anh nhá đây cảm ơn áo pháo vô về với đúng mà đúng rồi chị ạ ở đây là nước rất chảy là quá câu cho nên nước chảy rất chi là xiết. Dạ, em vào từng nhà em phạt đó nè. Dạ. Mình vào từng nhà phạt cho Phân Minh. Chứ còn cũng không gửi gặp nhà ấy cả. Còn đấy là nhờ bạn. Bò mẹ là trôi. Ở đây ngập mấy ngày rồi chị? Dạ. Dạ. 10 ngày rồi ạ? 10 ngày chị trong biển được. Đây là bạc trưởng thôn lên tiền. Chỉ còn di chuyển bằng thuyền. Và một số người thôi, còn số đông là sao? Không, em ở bên Nghệ An ạ. Ở Nam Đàn, Nghệ An, quê Bạc Hồ ấy. Đây là bạc trưởng thôn nha mọi người ạ. Chào tất cả mọi người đang xem. Ở đây đi, họ chưa được gào ấy đáng này. Ở đây chưa được gào chứ. Đấy, sao mình là tại đây là bạn đây là bạn nữ hăng hại nhất trong đoàn đây không quản ngày khó khăn ok anh Quân ở Quỳnh Lưu tham gia cùng đoàn mình quán cà phê mọi người này đây nó ngập như thế này này nó ngập hết nhà cửa trong này. Đây là nhu yếu phẩm thực tế cần thiết nhất tôi là được bác trưởng thôn bảo là nhà tôi đang cao bên đoàn không nhận xã cũng như ban chỉ huy sự huyện nhà mình không nhận là nhà cả. Thông báo cho là sự cần thiết là như thế này bao gồm nước mắm mì chính súp và nhu yếu phẩm đấy là vào đấy này là thuộc cảm thuộc đau bụng thuộc khó và nên và sự cần thiết mà để vào một ban đêm là có máy lửa và đèn pin là hai từ cần thiết để là mình phục vụ cho bà con xung quanh là cái trận lũ đợt lũ này. Thì
từ thời điểm bên pha trước đến nay là trận lũ lụt là cũng tương đối lớn để Quảng Trị một phần đất đảng nghèo, bên đất nghèo Quảng Trị đồng như là nhất cả sáu ba tỉnh thành của mình là Quảng Trị là đất được nghèo nhất hiện tại và rất nhiều anh hùng nhiều thiên tai lũ lụt là anh hùng là và trước đây thì cũng như lịch sử là khi làm nhiệm vụ là đất được là cảnh chịu nhiều là hậu quả của chiến tranh là đất được Quảng Trị của GDM của người ta em không nhớ rõ. Cảm ơn anh Nam nhé. Em cảm ơn anh Minh Nhật nha. Dạ, mọi thứ là trong đoàn là được sự sắp xếp của mọi người là đến cái gì đó. À, nên là được anh yên tâm. Hiện tại được chạy rất là triệt. Đấy. Được chạy triệt, em đang đi vào vùng được sâu nhất. Đây, cột bảo em an toàn đường. Hiện tại giờ đường là ngập sâu đến tận vị trí là đấy là cọc này là 3 mét và vị trí là 2 mét so với đường thực tế. Hiện tại là trước có đoạn nào nhà chỉ có một cái nóc thôi con ạ, chỉ có với ủy ban là phân chia cho là một con nhà là 11 ngày là vào là một nhà là chỉ được là cũng rất chi là khó khăn một phụ huynh tốt và một nhà là bà là người được trẻ em có nhỏ người nhiều ý đến hơn là thường là em vào Quảng Bình, Quảng Bình bảo là Quảng Bình là ở ban chỉ huy quân sự bảo là cũng là người dân là cũng được cung ứng tương đối đầy đủ trong những ngày qua. Anh Hiểu Võ Văn ơi, em đến cái nơi mà anh nói rồi, gặp chị Thơm là chị bên chỗ và bán chấp hành đoàn ấy là chị cho thuyền và ghé là cung ứng cho bọn em để bọn em đi đến từng hộ dân. Hiện tại đang được báo là hết này. Cùng chỗ. Còn là đây là bạc lái thuyền. Đây là bỏ một hộ dân là chị ơi. Chị biết bơi không mà chị lại mặc không mặc áo phao. Tất cả bà con là biết bơi không? Bám một hồ mà có biết sơ sơ à? Đủ. Hai người là nhà có áo phao không có áo phao thì phải để hôi nơi em phải cho cài chứ cứ đi lại như thế này là phải mặc áo phao. Ở đây hiện tại ở đây là ngư dân ở đây là với tất cả mọi người là hiện tại chưa có một áo phao nào và đoàn em rất vui mừng cũng được 260 cài vô để phục vụ tất cả bà con. Đấy là giá để cả những nhỏ lúc là mình ngủ ấy mình cũng phải để mà áo phao cạnh giường là cái quan trọng nhất, cái quan trọng nhất áo cho mỗi nhà rồi lại chắn cho những người già và trẻ em. Dạ anh Hiếu bên được anh Hiếu chuẩn bị được phẩm là phục vụ cho 3 ngày. Cảm ơn anh Phan Trương nha. Đây mọi người, đây cây cầu nó ngập là gần đến cây cầu đây, cầu vượt đường sắt, đường sắt đã tắc nghẽn này. Đây là cầu gì hả chị? À đấy, họ rất vui mừng. Đấy bà con đã vào tận thôn Lỗ Đức rất chi cảm động. Đây trước là có con đường đúng không ạ? Cháu ở chỗ đường còn chưa ngập phải đúng không? Đầu đường ở phía này là đây. Ông à cụ đây có con dạ, đường mà con đường này tuổi. Hiện tại chưa ngập nhận là không không biết là ở con đinh cửa chỗ nào đấy. À, em duy trì sức khỏe ở trong này 2 ngày anh ạ. Không còn điện. Hiện tại là ở Quy Chính nhá, em rõ ràng là chính quyền xã với lại đây, là anh gọi gọn đấy là em cắt điện cả 15 ngày này đây. Những Bin. Người là gửi cảm em là cùng con thỏ gọi là dùng là trả đất đúng người hiểu. Và đồng đoàn là vào đây hoàn cảnh là em sẽ hoàn thành trách nhiệm của mọi người gửi gắm sạch là cán 5 lít là được sạch và cảm ơn chị anh người nhá. Thì Linh Phương nha. Được một cặp ủng. Tất cả xe cộ cũng như là phương tiện giao thông là ở đây là ngập hết. Đâu bò là không giữ được. Còn ở bên kia là có một mọi người nhìn phía xa sang bên kia là đâu bò nó ở trên cầu. Chỉ có cầu là nơi cao nhất để bò xe cộ bò và súc vật. Còn ra vịt thì không thể giữ nổi bởi vì là được đủ lên là nó được cột. Ông đây tình trường hợp là xe máy và ô tô mọi người này đây dọn vào đây xe máy ô tô và mèo và bò mẹ nhưng dư nhưng còn là tối nhiều rồi con này đây cả xà đây con bảy bò mấy chục con mẹ con bò rồi chương trình tướng thân nước Hải. Cảm ơn những lượt chia sẻ bác của tất cả mọi người nhá. Thôn ơi, bác để chia sẻ ra để hồ bởi vì cùng có báo em báo một hồ thôi. Gặp bác trưởng trưởng thôn lắm. Những cái hồ để cho mọi người cùng biết đến những hoàn cảnh đây kia.
một nhà phần quà của một hộ gia đình ở đây mọi người này. Một hộ gia đình nhá, chứ không phải là một người nhá, vì là phần quà cũng đủ là để một người. Cuộc sống tổng là còn 31 hộ ở trong một cái xóm bảy đây. Đây càng là gọi là thôn bảy nghèo hơn. Xã Hải Trương, huyện Hải Lăng, nhiều đoàn là người ta là vào đây, là người ta là chỉ là đưa đến cho có một số đoàn nhá, chỉ có đưa đến cho văn hóa xã hay là văn hóa huyện, rồi là từ đó là mọi người chia. Đây, cái tràm là ngập hết đâu này. Dạ. Là mọi người kia chia, nhưng mà ở đến đây là bọn em là chỉ đào thuyền thứ 3, con 10 con thuyền là để đi vào tận 10 thôn của một xã thôi nhá. Đây, bác ơi, huyện này là bao nhiêu xã rồi nhỉ? Vào kiểm tế cho bà con miền Trung anh ạ. Tổng là mấy xã bác? Tổng mấy xã? Đây, có tổng là mấy xã bên cấp năng bác? Đoàn của chúng em hiện tại đang phát qua ở xã Hải Trương, huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị nhá. Rất nhiều xã bị ngập đấy bà con, là rất nhiều xã bị ngập, nhưng mà bọn đoàn chúng em là chỉ đi đến được đến nơi một xã thôi. Hiện tại đoàn của chúng em đang vào ở một cái xóm ở xã Hải Trương, là xóm này là gồm có khoảng 33 hộ dân thì bị cố lập hoàn toàn so với cuộc sống ở ngoài, vì nước hiện tại là băng phủ rất là lớn, di chuyển hoàn toàn bằng ghe, không gọi là gặp sự khó khăn đấy, là vào ở đây là huyện. Vâng ạ, anh Bình ơi, hiện tại là đoàn của chúng em là ở Nghệ An vào, vì là ở huyện Tiêu Phong, các xã miền sâu miền xa ở xã tỉnh Quảng Trị là rất là xa, nên có nhiều đoàn là không thể vào được. Thì đoàn của chúng em là những thanh niên trẻ là xung phong là đi những cái huyện, những cái xã, những cái huyện xã xối trượt, và thực chất là đoàn của chúng em đi qua ở tỉnh Quảng Bình thì thấy cũng rất là thương, nhưng mà đoàn của chúng em là xin phép là để vào những cái xóm, những cái xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Trị trước anh ạ. Vì hiện tại ở trong này là em theo như đoàn của chúng em nắm bắt thì có một số đoàn đi vào, nhưng mà đoàn vào là quảng trường xa quá nên đoàn chỉ dừng lại ở Quảng Bình thôi. Nên là đoàn của chúng em là có rất là nhiều bạn trẻ nên là xung phong để vào những cái xóm và xa trước anh ạ. Và ăn uống là gì mà ăn uống đây? Lúa gạo thì cùng. Hiện tại thực chất để mà nói bảo rằng là lúa gạo cũng không có chỗ để mà cất đấy, mà để ấy. Sau chuyến đi này thì theo như em dự định thì ngay khoảng ngày 25 thì em sẽ tổ chức thêm một đoàn nữa. Thì em cũng rất mong là được sự ủng hộ của mọi người. Em ngày 25 em sẽ nắm bắt thông tin, và nếu như em đi thì em sẽ kêu gọi mọi người góp một sức phần nào đó để hỗ trợ người dân miền Trung anh mọi người nhá. Hơn 20 người chị ạ, đi 5 xe bàn tải, 4 xe bàn tải và 1 xe thùng hàng to. Và hiện tại thời tiết mưa rất to, là đi vào ở xã Tiêu Phong, huyện Tiêu Phong, xã Tiêu Thanh. Đây, trong đây hiện tại đoàn của chúng em đang ở xã Hải Trương, huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị mọi người ạ. Đây, ngập nặng nhá, mình xã ngập nặng là mình mới hôm qua đoàn vào tới Quảng Trị là khoảng 3 giờ chiều, 3 đến 4 giờ chiều thì đoàn phát ở chỗ xã Tân Đức. Hiện tại giờ em đang đi thôn Tân Đức, xã Triều Phong, huyện ở xã Triều Thanh, huyện Triều Phong của tỉnh Quảng Trị mọi người nhá. Hôm qua, còn hôm nay thì đoàn đã di chuyển đến xã Hải Trương, xã Hải Trương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hiện tại ở trong này rất nhiều xã cô lập gì ạ, nhưng mà đoàn em là ngày hôm nay là chỉ đi được một xã đấy, bọn em cũng còn là chỉ đi cầu, em lại là chấp nhận là mưa là để cầu ấy mọi người này. Vâng, thì cầu là nơi cao một nhất, gọi một miếng ký đòi bằng một gọi ký nói mọi người ạ. Đoàn của chúng em được các nhà hảo tâm ở khắp Việt Nam, và đặc biệt ở các anh chị em đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã tin tưởng và gửi gắm đoàn của chúng em, nên đoàn của chúng em sẽ cố gắng để hoàn thành cái sứ mệnh này. Sau cái chuyến đi này thì em cũng rất mong được tất cả mọi người biết đến cái thiên tai ở miền Trung đang gặp phải, thì mong mọi người có thể chia sẻ một phần nào đó để hỗ trợ đồng bào miền Trung thoát khỏi cái thiên tai này mọi người nhá. Phải đi ghé phải đi ngập được sao đi lối. Em xin chào tất cả mọi người nhá.
đây là thôn Lô Đức đúng rồi, Tân Đức đúng gì chị? Đoàn của chúng em phát đi sẽ được 120 là lượt tố, xem một xuất quà tất cả mọi người. Cảm ơn những lượt chia sẻ và những lượt một túi gạo 5kg ạ. Và một số vật dụng đồ nhu yếu phẩm như lương thực thực phẩm. Đây, gồm có nước mắm dầu ăn. Hiện tại mì chính đang lên cao. Muối, đèn pin. Nhà nào khó khăn, vâng, em chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại đoàn của chúng em đang phát từ xã Hải Trương, huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị nha. Em xin chào tất cả mọi người vào sáu nha. Tắt tắt là mình ưu tiên hơn. Đưa mày anh kia xuống à. Là mình ưu tiên về vào những tay vận động. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người nha. Em đây là giúp đây, nhà đây mọi người này. Đây. Dạ, họ cổng nó lụt đến đấy cổng ấy. Đây, ba gia có hiện tại có ba gia nó ở trong đấy, là thôn Lô Đức đúng không chị? À, Tân Đức. Ở đây là bo mẹ con em chào tất cả mọi người nha. Bo mẹ tôi hết rồi à? Là thúc vật và giá con mà tôi hết tiền. Hiện tại đoàn của chúng em đang phân chia qua để phát cho bà con ở xã Hải Trương, huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị mọi người nhá. Hiện tại mọi theo như mọi người thấy này, nước vào đến nhà luôn mọi người ạ. Đây khi nước lên thì đến mép nhà đây, người dân phải di tản hết. Thì hiện tại khoảng 2 ngày nãy thì nước đã rụt xuống ở ngay hiên nhà mọi người ạ. Nhưng mà theo như dự tính thì một vài ngày tới hiện tại có theo như thông báo thì sẽ có mưa lớn thì nước sẽ lên, không phải tủ lạnh có dư được hay không, tình hình nước sẽ lên nữa. Đoàn của chúng em di chuyển từ thành phố Vĩnh vào đây từ ngày hôm qua thì hôm nay sẽ cố gắng để hoàn thành cái công việc hiện tại, thì để chiều ngày hôm nay để di chuyển về thành phố Vĩnh. Thì sau cái chuyến đi này em sẽ cố gắng kêu gọi và dự tính sẽ vào ngày 25 sẽ vào miền Trung một chuyến nữa. Thì em rất mong được mọi người ủng hộ và chia sẻ một phần nào đó để giúp đỡ bà con miền Trung hiện tại đang gặp phải nhá. Thôi tạm, nhưng mà không thể mà đi được hết. Phải ở nhà để là có những tài sản như là để mà phục hồi và làm giữ tài sản của nhà mình nữa. Tất nhiên tài sản chả còn gì nhưng mà cũng phải giữ gì. Em chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn em Phan Thỏa Phán nha. Đây ạ, hiện tại nước lên đến như thế này mọi người này. Người dân Quảng Trị phải gặp phải như này mọi người nha. Đoàn của chúng em di chuyển từ thành phố Vinh đi qua Quảng Bình thì hiện tại em cũng thấy ở Quảng Bình là ngập rất là nặng. Nhưng mà ở Quảng Trị có một số xã và huyện ở vùng sâu vùng xa thì có rất là nhiều đoàn do thời tiết và cũng không thể di chuyển được, thì đoàn của chúng em là gồm có nhiều bạn trẻ nên đã xung phong vào những cái huyện xã ở tỉnh Quảng Trị trước mọi người ạ. Thì khi đoàn đi qua ở tỉnh Quảng Bình thì em thấy là nước cũng rất là nặng ạ. Thì sau chuyến đi này thì em cũng rất là muộn được tổ chức thêm một đoàn nữa để ngày 25 sẽ tổ chức thêm một đoàn để đi vào tiếp tế cho bà con miền Trung ạ. Thì em cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Anh ơi! Không phải. Em xin nhờ mọi người có thể đặc biệt các anh chị ở bên Nhật Bản chia sẻ lên các trang bày tổ để người con Việt Nam có thể đón xem được hoàn cảnh hiện tại của người dân miền Trung mọi người nhá. Sinh hoạt đặc biệt em cũng chân thành cảm ơn đến tổng công ty T-Mobile Japan và công ty Edu Network, đặc biệt và công ty là trách nhiệm hữu hạn Minh Phụ đã nhiệt tình và ủng hộ đoàn, theo dõi đoàn và để hỗ trợ đoàn hoàn thành cái sứ mệnh này ạ. Em xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã tin tưởng và trao trách nhiệm cho đoàn để đoàn có thể hoàn thành được. Không còn được sạch cái ngập sứ mệnh này mọi người nhá. Tất cả diện là cũng như là nước ung nước lũ luôn. Em xin chào tất cả mọi người đang xem cái live stream này ạ. Rồi. Em xin tự giới thiệu em là Trị, ở đoàn tư thiện của thành phố Vĩnh Nghệ An di chuyển vào ngày 18 tháng 10 năm 2020 là tức là ngày hôm qua để vào tiếp tế cho bà con miền Trung hiện tại đang gặp
lũ đấy là thực chất đấy là nặng rồi à, anh em mình triển khai phạt ở ở những cái đoàn này là mưa chút đấy đấy là ở bạc tôi các bạn tôi ngủ đấy luôn bạc tôi ngủ đấy luôn ạ. Đây quà của đoàn sẽ nhận được là một thùng mì tôm, một túi gạo và một túi xuất quà. Ở đấy thì phải phạt ở đấy bởi vì là cái thôn này là đấy là nhà tránh lũ của cái thôn của tán cần phạt là hiện tại là những nhà gặp nặng nhất là đến ở thôn này cho nên là mình phạt ở thôn này là để cho thôn này là sử dụng đấy để em người nhà là mình cháu táo cho mười xuất anh mình chỉ tiêu đấy mười xuất anh nhá đây anh cầm bố phạt anh cầm và bỏ đấy năm thùng mì dạ đấy để mọi người sinh hoạt là ở đây sau cái chuyến đến này thì em cũng còn rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người và ngày 25 em sẽ xuất phạt thêm một chuyện nữa thì mong được mọi người ủng hộ để giúp đỡ bà con miền Trung đang gặp nạn ạ. Đó mày đây mày mày đúng không mọi người có thể thấy hiện tại nước lên đây. Rất là cao này đó, tình tế, theo như thông báo thì một hai ngày tới sẽ có mưa lớn và mực nước sẽ tăng lên nữa thì người dân ở đấy lại phải di tản hết. Hiện tại em cũng xin chia sẻ thật là hiện tại người dân rất là cần lương thực thực phẩm. Hiện tại người dân dù có chó tiền người dân cũng không biết tiêu cái gì mà có rất là nhiều người hỏi là tại sao không trao tiền cho người dân nhưng mà mọi người có thể thấy đấy hiện tại nước rất là lớn này rồi. Di chuyển mọi tất cả bằng ghe người dân dù có tiền cũng không thể đâu. Mua được hay làm được gì thì đoàn đây. Của chúng em chỉ mua tất cả những cái nhu yếu phẩm cần thiết để vào tiếp tế cho bà con thôi. Đây chưa đây để tạm không chị đừng ở đây ở đây có cọp chị ơi bán vệ sinh như chị giải quyết đấy ở đây có phụ nữ qua cái live stream này em cũng xin được chân thành cảm ơn đến công ty Edu Network công ty T Mobile Japan công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phụ và tất cả các nhà hảo tâm đã tin tưởng đoàn đã giao trách nhiệm lại cho đoàn để có thể tiếp tế cho bà con miền Trung hiện tại đang gặp nạn ạ. Ba hồi nữa đây cho ba một số này ba là ra đâu đây cho chị một số này thôi di thông cảm là mọi người chia sẻ cho bởi vì hai cũng còn nhiều đây đợt sáu là em đến đoàn của chúng em có chuẩn bị là chắn gạo sữa nước lọc và sữa một túi quà gồm có nước mắm dầu ăn mì chính muội bánh mì và một cái đèn pin hiện tại ở trong này thì tất cả là nguồn điện đã bị ngắt hết ạ. Mọi người thông cảm nhá, đừng có những hành động xấu là gây mất cảnh quan ở thôn mình. Dạ. Con tổng mấy hồ đấy anh ạ. Dạ. Đây. Không đủ đấy chị ạ. Lên. À, hàng con gái lên đi. Lên đây đi. Không cần nó chậu lên đâu để cho phụ nữ nó lên. Rồi đây đi. Chúng tôi hướng về miền Trung nha. Mọi người tất cả mọi người hãy thưa đây em quay lại nha. Chia sẻ một phần nào để đóng góp cho người dân miền Trung vượt qua được cái thiên tai này nha. Hiện tại mực nước lên rất là cao. Biết rồi, hồi đó chào ba. Ba quá nhận quà chưa? Đây hiện tại người dân di chuyển là phải lội nước như thế này mọi người này. Chị Hằng lên trời Hằng ơi. Cô ngồi xem người đứng bạc. Rồi, ướt dại rồi, lạnh rồi. Em xin chào tất cả mọi người đang xem cái live stream này nha. Ướt hết rồi mọi người ơi. Hiện tại đoàn của chúng em là đoàn của thành phố Vinh, Nghệ An di chuyển vào để tiếp tế cho bà con miền Trung đang gặp lũ ạ. Ngày hôm qua thì đoàn đã di chuyển đến xã Triều Thành, huyện Triều Phong của tỉnh Quảng Trị. Thì chiều hôm qua gió trời tối thì đoàn đã dừng lại việc phát quà thì hôm nay
đoàn đã di chuyển đến xã. Rồi anh di chuyển đây. Và ông ơi di chuyển đây cho tao vậy không? Hành động sâu lắm. Để ta đọc cái comment bạn Bắc tối rất nhanh. Cảnh quan quê mình nói cái họ nể luôn. Đó, cảm ơn bạn bạn Bắc bởi vì nhưng bạn thôn thôn rất mong mực quen là mọi người này. Quen về việc đi phản qua và đi thực hiện cẩn thận anh nhá khi người ta khó khăn nhưng hết sức cẩn thận. Rồi em cảm ơn mình bằng họ nhá. Cảm ơn những người đã quan tâm đến đoàn chúng em. Dạ. Trong tay rồi, trong tay. Ô. Rồi rồi. Dạ. Rồi trốn được. Và những tấm lòng của mọi người là gửi gắm cho em là em dừng lại, dừng lại. Đúng người. Bạn ơi, ra cửa sổ bên đây bạn ơi. Rồi rồi rồi. Ho ho, bị dừng lại. Đây đây đây. Đúng rồi. Đây, đây chỉ có việc bơi chứ còn không bơi không tốt là cũng rất nguy hiểm, Trong tâm thân. Có một người chọn đấy là có một người bị tâm thân là được ưu tiên phần qua hơn. Tại mang láng đó. Cùng phần qua ở chuyện bên... đi ra đủ nhá. Bạc tự thôi rất mong mực. Nếu mà hết qua thì mình chắc chắn phải có cho sau. Người ta nhìn thiếu nhà là nhà chứ có là cho tiền mặt. Chào chào bạn. Thành bạn trường hợp chào người phát qua ở tất ở mọi người ở Nghệ An đã gửi gặp lại bạn nhá. Bạc ra lại là hai ông bà. Đó thật đi mọi người chứ quần áo còn mặc mọi người ạ. Không phải là đơn giản ạ. Bà già mà quần áo còn mặc ạ. Những hành động mọi người cũng biết ạ. Bà già mà còn quần áo không còn mặc ạ. Mình tình hình ngày càng là mình không quay. Bình bà không còn mặc ạ. Bởi vì ở đây mưa rất to mà đồ áo nó cuộn trôi hết. Vô đây. Không thể có kịp. Mà mặc mình ạ. Mọi người biết rất dễ dàng. Đây. Bà thì chúc tôi. Thì quay đi đây. Ừ, quay. Căn thẻ chị ạ. Đi vội. Anh ơi, nếu mà anh Tuấn đây, ở đây nếu mà mình không có qua mà nhìn nhà mà khó khăn cho mình chấp nhận là mình phải cho tiền mặt người ta thôi. Là cho nhà bao nhiêu đó thì chúng tiền chẳng đi đổi. Còn rất nhiều người qua live stream là nhiều người chuyển tiền cho em nhưng mà tin nhắn bảo về đấy chứ không biết của ai. Dạ, đúng bác ơi, hiện tại là cũng không thể đủ được, đấy là mình đi theo xóm thôi. Đấy, mà xóm thì không thể mà đủ được tất cả mọi người được. Thuyền là đi là cổng nhà mọi người được. Đấy. Mọi người lúc này mọi người cũng thấy đấy. Đến cả quần mà con gái bà già này mà. Cho nên là quần áo cũ là người ta thích. Nó chỉ cần đây họ phải ở đến thuyền mọi người này. Nhà cũng gọi là người ở đến thuyền. Cho có người già thì bỏ thêm chứa đi, cho thêm chứa đi. Đấy, nấu ăn mọi người ạ, nấu ăn là bỏ tên. Mọi người thoảng ra đi. Không phải không? Đây, tất cả chắn cho người già và hiện tại là chắn gối gì không có nữa. Mà chứng kiến là đoàn là để kiểm tra thực tế là chắn gối cũng không có nữa bởi vì nó ướt hết. Nhà cửa thì ở thuyền đấy mọi người này. Chào chị em ạ. Nhà này là rất đông người. Hiện tại nhìn phía xá trong kia là mọi người thấy không? Đang nấu ăn. Và nhu ẩu thỏa thực tế không thể đi mua được.
Đây. Rất chi là quý. Ở Quảng Bình thì có một người một ở đây đây, trên đây đây. Cẩn thận em ơi, đấy sạch đấy. Ở Quảng Bình một người ta không quý những phần quà, ở đây rất người ta rất quý. Ở đó chỉ có thuốc tây thôi, thuốc tây chỉ có sợ ướt thôi. Không không đúng. Rồi. Lúc này chỉ có thôi mà. Ý nghĩa là lúc cá nhân ông quả ông thiếu đấy. Tốt quá. Cảm ơn người thị phương nha. Chào chắn rồi. Chuyên nghiệp. Dạ rồi, có nghĩa là tốt gì? Đầy đủ hết. Phân qua của gì đã đầy đủ rồi đúng không? Dạ rồi. Dạ. Tới gần gần tội. Anh ơi, khoan đã. Hiện tại là có chị Hằng ơi, mình có những nhà nào có người già rồi lại trẻ em á, là mình phạt cho họ trắng á. Chân đó. Thì nhà nào đã nhận rồi thì dư xin phép là để nhờ bạc đấy. Nhờ bạc để phân chia cho đủ với có một số nhà chứng nhận chứ không phải là nhà này thôi. Chúng bạn cảm ơn tất cả mọi người nhé. Đây. Những bạn bè của tôi gửi những phần quà đến cho tất cả mọi người là mình gửi. Đi đây có phải hai mẹ con? Đi đó, đây rồi, nó nhanh ta khổ đó rồi, nó có táo đó rồi. Thôi ô pháo tôi cho. Tại vì là ô pháo lúc này để đó mà dẫn họ lấy là mình cũng biết ai cả. Cái này là như bác trưởng thôn cho nha. Chào các bạn nhé. Với những đi vào lỗ nhỏ của nhà đây. Nhà bạn đây là không phải là hàng nhìn xem đây. Ngập gần đến nóc nhà đây. Nhà kia 300 tuyệt vời nha bạn mới tắm hề bác có như người yêu cũ đã xem mà nó động lực cho bạn đấy. Cảm ơn người yêu cũ tắm bắn đây. Đơn vị là tờ Tam Bình thôi. Đấy. Chúng tôi trao nhau sự yêu thương. Di chuyển cái này xuống mà. Cái đây con nhỏ mà nói em cơm lại đây cháu chăn bông là hiện tại là con nhỏ là không có chăn ở nhà này là có nhân đi tốn cho mà nói chứ có dạ nhân đó của mình tới đúng Quảng Trinh đi tốn đây không đi tốn đây là có thôi tao cho mi thùng thôi tao cho được nha tao cho thùng thương lắm miền Trung ơi, miền Trung thì Trang cái nó bớ xuống này cuốn này mày ai không để nhà khác hiện tại cái màn của em rất bị nhà khác ở đấy nhiều nhà nó phải thiệt không con đầu tiên nói chúng ta dư nhà nào cần mọi người ạ. Đây đúng không? Thùng mì tôm mấy chục ngàn nữa rồi rất là quý. Sinh hoạt như thế này cũng rất là khó khăn. Đấy. Trẻ nhỏ mà được mà lấy được này để ra phần khởi cái này là phần quà của mình. Tham cho anh tham bác. Mọi người thấy em ký nhận nhiều tinh thần của ban thiệu là bởi vì là 500.000 đồng nhá. Được đầu ăn vào gửi đến là bởi vì là giường nó là ngập mì tôm phải ướt đấy. Sự tươi cười của ông bà già, đây là xóm Thiên Chùa Giáo. Đây, bà này ở trong nóc nhà giơ tay ra thì không biết là trả hay gái gì hắn. Nên có một hai bàn tay vẩy để xin những phần quà. Hai ông bà là một hay là hai hồ đúng không? Đây.
giờ là tất nhiên là mà hiện tại hình như bị lão rồi mọi người. Ở đấy không biết là nhà nước là chú ý đến nhiều hay không, nhưng ở đây hiện tại là những phần quà rất ít mà nhà cửa bạn ạ chỉ còn đứng ở trong này đấy. Người ta mới hôm nay tối một buổi khoảng 7-8 tối vào đây này phải lồi ra đấy, vì nhà này là có một con nhỏ chỉ trẻ sơ sinh là rất chi là bon 17 tuổi ấy, là phải lồi ra đấy vì có gì cả để đi nhớ sao vậy mày gọi bị tối rồi đây này. Sợ bị rơi không đấy, cho nên là tấm lòng của mọi người là cho đi ở đây là không thể. Chị đã có rồi, chị đã có rồi. Nếu có thì đỡ cho em biết. Có rồi. Thôi đi. Lòng dạ cũng có chứ. Chị đã có rồi, chị có rồi. Nhà bố. Có rồi. Bạc trưởng thôn nói là bạc nhường ưu tiên cho nhường nhà thì gấp hàng hơn. Cần mình chú ý nha, cẩn thận là trường hợp giống như bạn như bạn nói là kẻ hai học trường người không học nam. Thời tiết rất chi ủng hộ. Mình đoàn em là đến thôn 7 của xã Hải Trường, huyện Hải Lăng là tỉnh Quảng Trị, là thời tiết ủng hộ đoàn em rất nhiều. Đây hồi tối thì mưa to. Ông bao nhiêu năm đến bao tuổi được không? Nước là có dấu hiệu là rút. Nhưng mà hiện tại là bắt đầu lên lại rồi mọi người ạ. Ông năm nay 70 tuổi nhưng mà nó chẳng. Thôi chị ơi. Đoàn khổ. Đoàn ngày mai là không biết bơi cẩn thận nha bạn. Hiện bạn dánh hơi đấy mất câu cá lợn rất nhiều rồi. Hiện tại câu cá lợn mình mượt mất rất nhiều cho nên là nãy là biết bơi hẳn thôi. Nhưng mà trang phục của mình đấy. Người mọi người rất trân trọng nhưng trang phục của mình đấy mọi người. Hồ gia đình là bị tái viện quân đội và vì, có một đen gia đình và là bị bảo hiểm bởi vì là ở đấy là lũ làm ảnh hưởng đến hôm cho mình cẩn thận nhiều khi dọ vào nên con cái cối đập vào nguy hiểm không biết rằng là mức độ như thế nào thì đoàn tỷ niệm về là sẽ thông báo sau. Khoan hôn em lại chị ạ, chị có rồi nhà khác em lại giờ em lại đừng ơi thôi không. Đấy rồi. Được rồi. Hiện tại qua gần hết rồi. Đúng, có rất nhiều như cả ở đây. Vì là các bạn thấy đấy là rất nhiều nhà chưa có. Những phần quà à, chị ơi, không ở đoàn chưa vào được chị ạ? À, Quảng Bình xả lũ nên là cái đoàn đoàn kia người là đang đã lại 2 giờ sáng hôm nay đi là sáng đến nơi mà hiện tại là đoàn chưa vào được. Mà đâu ở đây là chắc chắn tất cả mọi đàn ông ở đây là không quá để mặc, không thể vào được. Nên đồ áo cũ ấy rất chi là cần thiết. Đến đồ áo cũ. Đây mọi người thấy đấy. Đàn ông trời lạnh lạnh nhiệt độ hiện tại cho rất cao. Là mỗi ngày người nhưng đi cùng có làm có cần đi còn cái hàng đấy, còn nhưng mà người chơi nữa tất cả những đàn ông là không có áo để mặc mà mặc dù thời tiết rất là lạnh hiện tại nhiệt độ ở đây lên 20 độ. Đi hỏi các bạn cái này không nhưng mà cầu cua lại thuyền vậy cầu cua lại thuyền cái này chị ơi cái đừng chào mọi người nhá hiện tại là đừng, mình không anh ơi tám tao đến đây đừng rất là kẹo có cái hành động không tốt nét của không được phân chân để xin hộ còn nét của mình trong lúc quấy là không được để ra ngoài anh ơi để ra ngoài ông ơi treo cho cháu ra ngoài vậy thông tin tiếp cho mọi người xong đi ra hướng đi về ạ đừng đi về ạ ra hưởng đi về á. Rồi. Vin vô để cho thuyền cái đầu thuyền là vô anh ấy. Đây. Ở đây rất. Thuyền nhỏ. Đừng có đạp ra để. Đi vào ngõ cái kia. Mắc kẹt rồi. Đi đường mối này bảo vệ. Đây là áo đồng phục được
Y Nào Nghệ An tài trợ cho đoàn là tình nguyện viên là tài trợ cho đoàn 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 chúng em là 30 áo ở địa chỉ ở là 55 Nguyễn Phong Sắc. Rất nhiều cái tấm lòng tốt. Có lẽ đấy ta tụi mọi người ơi, tối nay là mọi người có rất nhiều người ủng hộ ở bên em ấy rồi, là ta nghỉ vào tối nay là để nhận ra thành phố để mua thêm quà để và phát vào những cái thôn này. Huệ đi chào chào ông. Đó. Ông có qua phát cho ông một chai sữa nữa anh. Ông cha đồ áo ướt hết, suốt ngày mặc đồ áo ướt mọi người ạ. Đồ áo nơi đây rất chi là quý, kể cả đồ áo cũ mình dùng nó tốt đấy là người ta cũng rất chi là cần. Đi ra ngoài thuyền tá đoàn bọn em là đây là đoàn bến chỗ đây nấu ăn đây mọi người này, nấu ăn chỉ việc nấu ăn trên thuyền luôn, bếp ga đấy. Không biết là những hoàn cảnh như thế này là mọi người xem. Anh kia tặng tặng được nhà mua thiếu chắc phải mai quay lại bác ạ, để đây cho bác nhá. Rồi, cho để đó nhá. Rồi. Nhờ ông đưa lại cho. Đi mấy ngày đi hay là một ngày rồi anh? Anh đi 2 ngày em ạ. Hiện tại là chưa phạt hết qua nhưng mà trời cũng sắp sáng tối rồi. Mà trời tối thì mình không thể phạt được để bảo người ta cũng không thể là di chuyển để lấy cho mình được, và mình cũng không thể di chuyển để tráo được người ta được. Đưa vào cho họ được anh ạ. Họ chuyên treo cho thằng nào mình đi thế này. Đây, chị bát hương mọi người này. Bát hương này chị cầu móng nha. Mà ở đây thì bát hương cầu móng cho thiên tai là đừng ngập lụt. Nhưng mà chị nhìn thấy cái bát hương này. Nói chung là ngắn vào lần thôi. Hy vọng không có lần sau. Ôi dồi ôi, kéo thúc vào cái nào. Ôi rồi, con đi ạ. Đây. Chào ông ạ. Ông tội ngủ đâu không? Ngắc ngừng tội ngủ ở đâu? À, trên đây mọi người này. Còn sữa ông chỉ có nguồn lên tràn đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Hết sữa mất rồi. Rồi, chả biết cái này. Dạ. Bạc quần áo lành như vậy nha. Giá ngã đâu luôn. Lên từ đấy. Đây là nước hết. Đây, đây mọi người này. Đây là có trẻ em nhà này, có trẻ em. Đây mọi người này. Chỉ là ướt đây. Đây đồ ướt của nước cá đây. Hiện tại được rút đấy. Bọn em mới vô được. Một gói mì cũng rất chi là trân trọng. Nước cá như thế này, đến như thế này này. Đây. Em cảm chắc chắn cái này cũng thuộc với chắc. Em cảm anh nhà nó có nóc chưa để ở chưa hả? À có ông già đấy nè. Nếu có ông già thì cho thêm mì đấy. Cẩn thận anh ơi. Hết rồi. Quay thuyền ra ngoài xe thôi. Giờ ra xe đi. Ở đây là tận được thì tận đấy sao được đâu bác ơi. Trèo đi. Như vậy nha, cầu của đã nhận được tiền. Bây giờ họ cũng đi được. Hết rồi, tí nữa. Mai. Đây áo pháo. Áo pháo rất chi là cần thiết mọi người ạ. Đi vòng hết. Mai bọn cháu quay lại bạn nhá, để ra thành phố Quảng Trị mua thêm nhu yếu phẩm vào cho cũng cho các bạn. Đặt cái đầu như đây.
Đấy. Lắc nhẹ của ấy, đừng có đẩy mạnh quá bổ á. Tập chi là khó khăn. Hai anh nhớ hai em treo ra cho anh này. Chờ bọn anh đang này. Bị thuyền quá nặng. Hiện tại thuyền đang mất kẹt, nó chỉ là nguy hiểm. Bọn thầu ra ngoài đường gần nhà thành hồ ấy. Em ơi, bạn này quay đẩy cái mép kia ra rồi. Alo. Có hai cầu thanh niên này giúp đỡ nhá. Alo. Alo ạ. Nhầm nhá. Rất chính nguy hiểm. Hiện tại đang gặp nguy hiểm mắc kẹt ở tầng ở cái vì là cột quyệt nhà là mình coi mới đẩy ra cái đầu cái của đây quay đi quay lắm đấy. Lọt đâu? Đây, đây hàng rào, đi qua hàng rào luôn. Vì thuyền mình nhiều người quá. Thuyền này là chỉ được chở 3 người nhưng mà mình này 6 người. Mà người nào cũng nặng. Dạ em cảm ơn anh Hoài ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi gắm đến và lời dành cho đến chúng em. Đồ họa chân chịu không khô cho người này. Phơi không thể khô được. Không thể khô nổi. Đấy. Ở đây là con trai là phải mặc quần lượt và không có áo để mặc. Bởi vì là lũ nó cuộn trôi, một số cuộn trôi và một số thì ướt. Đêm ngủ còn chăn đắp không em? Đêm ngủ còn chăn đắp không? Không còn chăn đắp nữa. Được cậy là nhường cho cháu mọi người nè. Chăn cũ người ta cũng rất quý. Đồ cũ người ta rất quý, hội duy là đồ mới. Đấy. Không ngờ là khó khăn như thế này. Tất cả là mặc quần ướt này. Cầu này là bé năm lớp 7 đây à, em. Lớp 10 ạ, lớp 10 mà rất nhỏ. Lớp 10 mà tưởng chừng là như lớp 3, lớp 4. Là bảo là nhường chắn để cháu đắp. Chỉ còn nhường chắn để cháu đắp chứ không có chắn đây. Ra ngoài không ạ? Ông ra ngoài xe. Hiện tại hết rồi ông ạ, à. Ngày mai cháu vào, giờ tối rồi. Bây giờ với cháu tối rồi. Dạ, chỉ những ngày chỉ cho nhà phía sau. Em cảm ơn. Ra ngoài tuyệt vời. Dạ, cảm ơn mà quên nhé. Alo. Ông mặc quần lượt cả ngày như thế này ông sợ cảm à? Giờ ra xong rồi. Hiện tại là ông mới nhận được áo pháo của đoàn bên bên em. Áo pháo lúc này được bên đoàn tặng đúng bạc. Áo pháo nó đây là rất cần thiết vào này. Áo pháo cứu hộ đó. Đúng không ạ, cứu hộ. Rồi chưa? Mặc dù biết bơi nhưng mà áo pháo cũng rất cần thiết. Mới lụt ra lụt quậy. Điện thoại hả? Anh cho lấy điện thoại cho chị đấy. Điện thoại để đấy tự có thể thôi. Nguy hiểm quá. Mang ăn từ bình tĩnh. Rồi ok chưa? Thật chỉ là nguy hiểm. Rồi. Bởi vì là thuyền là chạm những cái đầu cổng ấy. Chỉ là nỗi nhớ mãi đơn sâu. Chào đấy. Để cháu cầm lái cho. Dẫn quỳnh líu thì chào hạt cho thuyền tốt nhé. Đây, bị cạt. Cạt cái gì đấy? Anh ơi, thủy quay cho em cái đoạn kéo đó. Nhìn tính nặng quá. Má kéo. Tao về không có đi làm sao đâu. Đây. Cảm ơn. Ok, vỏ hoa nha. Hả? Khi nào lên đến 250, có khi đến 306 ấy. Giờ mình ngày về. Thế nào đến nhà đến rồi. Bà có gì nữa đang ít tuổi hay mà được không có quần mặc nữa. Đây quần áo gần như không còn nữa bà ông nhờ. Dạ. Ta nổ mày đi bà ông ơi.
cạnh đây mọi người này. Anh Tuấn là vận động viên treo thuyền. Nghệ An. Nhưng anh ấy đến từ đẩy mặt đất Quỳnh Lưu. Anh Tuấn ở Quỳnh gì nhỉ? Ở Quỳnh gì? Ở Quỳnh Lưu. Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. À, Ngọc Sơn vừa nãy em lắc điều hòa ở Ngọc Sơn. Dạ. Ở Ngọc Sơn là ở trên vùng núi, ở đi gần dạ cách Tuấn 7 cây. Ở miền vùng vùng núi Ngọc Sơn. Đây bữa hôm đầu tháng em đi đang làm đường. Đi đường quốc Lào. Nào đua không? Đua luôn.